Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là DNA Gaming. Và hôm nay mình sẽ làm một cái clip là giới thiệu cho các bạn một cái game, đó là game Goblin nha. Game này mình chơi được tầm 5 đến 10 phút rồi mình đã cảm thấy nghiện rồi. Đúng như tiêu đề đó là, không đúng như phần mô tả của game đó là game gây nghiện. Đúng rồi, quá là, nói chung rất là tuyệt vời. Thì đây, mình giới thiệu cho các bạn, đây là cái game Goblin. Trong cài đặt của nó thì nó sẽ có chế độ rung. Và chế độ tắt thì nó không rung. Nhưng mà các bạn chơi chế độ rung thì nó rất là phê. Các bạn nhìn ra, bây giờ là mình, nãy giờ mình được 45 xu rồi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Đây là cái máy bay, các bạn vuốt qua trái, vuốt qua phải để các bạn điều khiển nó. Rồi chết luôn, các bạn phải né được tên lửa. Đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật cao hơn. Đây, ví dụ tên lửa này, các bạn tụ một đống này lại nha. Các bạn quằn một phát này. Ôi, chết rồi, mình chưa bật hiệu suất. Nên là mình bật lên cho nó mượt, tại vì mình làm clip mà. Đó, chơi không thì không cần đâu, chơi không thì mình chả là mình... Nói chung thì lúc đầu thì có vẻ là hơi ngượng ngùng, nhưng mà các bạn chơi về sau tầm 5 đến 10 phút sau là các bạn quen rồi. Đây này, đó các bạn thấy giờ rất là đã luôn. Rồi các bạn, nói chung mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kích hoạt cái chế độ đỏ đỏ. Các bạn thấy là tên lửa gần vào mình nó có đỏ đỏ lên đúng không? Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, tên lửa gần vào máy bay của mình nha, nó đỏ đỏ lên này, các bạn cố gắng kích hoạt đi. Kích hoạt đi. Ờ, từ từ nào, kích hoạt em nào. Đúng rồi, đỏ đỏ lên, kích hoạt đi. Đấy, chế độ này rất là tuyệt vời. Uê, dùng rất là quê. Một đống vàng luôn anh em ơi, tha hồ mà ăn vàng nhá. Wow, rất là tuyệt vời chế độ này rồi. Nó 601 điểm, các bạn thấy chưa. Chơi thì lúc đầu mình cứ nghĩ là cái này chán nhỉ, sao nó cứ né tên lửa này. Đấy, được có một tí điểm. Đấy, đợi chết. Thì bây giờ sau lúc chơi mình mới tìm hiểu ra đó là tên lửa đi gần thì đỏ đỏ. Mình cứ nghĩ là sau nó nổ. Hóa ra là mình cứ tưởng là nổ thật cơ. Xong mình bỏ máy xuống, ai ngờ đấy nó fever này. Đó, xong rồi nhặt hết xu, rất là sướng. Lúc này máy nó rung rất là kinh các bạn. Rung rất là kinh luôn nhá. Đó, trời ơi, bao nhiêu điểm kìa. Ui, đó, tên lửa mình né được kìa. Ui, xong 641 điểm, các bạn thấy chưa. Thì các bạn có thể tắt chế độ rung đi. Đây, mình tắt chế độ rung mình chơi nhá. Rồi, đấy, một tí thôi là 140 xu rồi. Đó, game này chơi rất là tuyệt vời. Đấy, đây, để mình cố gắng kích hoạt cái chế độ đi nào. Đấy, fever rồi. Đấy, các bạn thấy chưa. Bây giờ mình làm thế nào thì nó cũng chả làm rung nữa. Tại vì mình đã tắt rung rồi, tắt chế độ rung rồi. Các bạn thấy chưa, rất là tuyệt vời. Đấy, mình chỉ giới thiệu với các bạn như vậy thôi. Thì bạn nào thích cái game này thì có thể tải về. Đó, mình có được máy bay mới luôn này. Các bạn thấy chưa? Chọn thử máy bay bạc chơi một ván nữa cho các bạn xem nha. À, máy bay bạc thì đổi skin thôi cũng chả có gì. Rồi, đâm chết luôn, quá là nhảm nhí. Giờ mình sẽ chơi lại nha, mình phải tụ được mấy quả tên lửa không nó nổ hết đây. Đi gần vào, đúng rồi. Đấy, fever rồi, tuyệt vời. Tên lửa nó bắn vào mình, trời ơi. Bao nhiêu xu này, các bạn cứ quay vòng vòng này là một đống xu luôn. Đấy, 220 xu rồi, quá tuyệt vời. Thôi, bạn cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Bạn nào thấy clip của mình hay thì nhớ để lại cho mình một like, share, một comment, một subscribe nha các bạn. Rất là nhiều. Ok, tạm biệt các bạn nhé. Bye.